Tin cập nhật ngày 9 tháng 8 Nga tấn công các cơ sở quân sự ở Venezia bằng tên lửa siêu thanh Kinzhan Không quân Ukraine thông báo bắn hạ 4 tên lửa do Nga phóng từ Biển Đen Nga ngăn chặn các nhà đầu tư từ các quốc gia không thân thiện, giao dịch trên thị trường chứng khoán Nga Nga đang lo lắng vì dấu hiệu Ukraine sử dụng tên lửa chống radar AGM-88 HAM của Mỹ Cựu Hoa hậu Mỹ tranh cử quốc hội với mong muốn trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang Bắc Dakota. Hải Nam đóng cửa 8 thành phố, du khách bình luận. Không phong tỏa đảo Đài Loan, lại đi phong tỏa đảo Hải Nam. Chiến tranh thương mại với Trung Quốc có thể khiến Đức thiệt hại gấp 6 lần Brexit. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật ngày 9 tháng 8 của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là các nội dung chi tiết. Nga tấn công các cơ sở quân sự ở Vinnytsia bằng tên lửa siêu thanh Kinzhan. Thưa quý vị, quân đội Liên bang Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo không đối đất siêu thanh có khả năng hạt nhân Kh-47M Kinjan để tấn công các cơ sở quân sự ở khu vực Vinnytsia. Theo báo cáo của Ukraineform, Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân các lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo điều này trên Facebook. Người ta cho rằng máy bay chính là để mang loại tên lửa này là tiêm kích MiG-31. Các máy bay ném bom Tu-22M3 và Tu-160 cũng có thể được sử dụng. Thông báo cho biết đây là loại tên lửa mới nhất mà Nga có trong biên chế sau khi được sử dụng vào năm 2018, chỉ có vài chục chiếc được xuất xưởng. Đầu đạn của KH-47M nặng 500kg, tốc độ của tên lửa đạt từ 3.500 tới 12.000 km h Sau khi phóng từ máy bay, tên lửa bay lên một độ cao lớn ở các tầng trên của khí quyển, và khi tiếp cận mục tiêu theo quỹ đạo đạn đạo, nó có thể phát triển tốc độ khoảng 12.000 km h các đặc tính kỹ chiến thuật của tên lửa này không cho phép các phương tiện phòng không hiện có trong lực lượng vũ trang Ukraine có thể phát hiện và tiêu diệt nó một cách hiệu quả. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, chỉ có một số ứng dụng chiến đấu của tên lửa loại này mà đối phương đang cố gắng sử dụng cho các mục đích cực kỳ quan trọng đã được ghi nhận. Chỉ huy căn cứ không quân của các lực lượng vũ trang Ukraine lưu ý. Không quân Ukraine thông báo bắn hạ 4 tên lửa do Nga phóng từ Biển Đen. Thưa quý vị, hôm thứ Hai, lực lượng phòng không của các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình Kalib do quân Nga phóng từ Biển Đen. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đã báo cáo điều này trên Facebook, theo Ukraine Farm đưa tin. Thông báo viết, hôm nay ngày 8 tháng 8, khoảng 10 giờ sáng, quân chiếm đóng đã bắn 4 tên lửa hành trình trên biển Kalib từ khu vực Biển Đen ở phía Nam. Tất cả các mục tiêu đều bị lực lượng phòng không của không quân bắn hạ. Một tên lửa đã bị tiêu diệt ở Odessa bởi đơn vị tên lửa phòng không của Bộ Chỉ huy Không quân miền Nam Ukraine. Ba tên lửa khác đã bị tiêu diệt ở miền Trung Ukraine bởi các đơn vị tên lửa phòng không của Bộ Chỉ huy Không quân Trung tâm, Bộ Chỉ huy cho biết. Cùng ngày, một tên lửa của Nga đã bị bắn hạ ở gần Uman, mảnh vỡ đã làm cho hai người bị thương. Nga ngăn chặn các nhà đầu tư từ các quốc gia không thân thiện, giao dịch trên thị trường chứng khoán Nga. Thưa quý vị, Reuters đưa tin, Ngân hàng Trung ương Nga vào thứ Hai ngày 8 tháng 8 đã công bố các bước nhằm ngăn chặn các nhà đầu tư từ các quốc gia không thân thiện, lợi dụng các kế hoạch cho phép những người từ các quốc gia thân thiện tiếp tục giao dịch trên thị trường chứng khoán Moscow. Sàn giao dịch Moscow hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 8 cho biết họ sẽ cho phép khách hàng từ các khu vực pháp lý thân thiện hoặc những khu vực không áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga về các hành động của họ ở Ukraine được bắt đầu giao dịch trở lại sau gần 6 tháng gián đoạn. Nhưng sau đó, sàn giao dịch này cho biết điều đó sẽ chỉ áp dụng cho thị trường tài chính phát sinh, không phải thị trường chính, và không cho biết khi nào thì quyền truy cập rộng rãi hơn sẽ được phép. Các nhà phân tích cho biết, sự chậm trễ này một phần do lo ngại rằng các nhà đầu tư từ Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Anh, những quốc gia hiện đang bị cấm giao dịch ở Moscow có thể sử dụng việc nối lại giao dịch của các quốc gia thân thiện như một cửa sau để giảm bớt bất kỳ cổ phiếu nào của Nga mà họ vẫn còn đang nắm giữ. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết hôm thứ Hai ngày 8 tháng 8 rằng họ đã chặn các cơ quan lưu ký và đăng ký của Nga thực hiện các giao dịch với chứng khoán nhận được từ các đối tác nước ngoài, bao gồm cả từ các nước thân thiện trong vòng 6 tháng. Cơ quan quản lý này cho biết họ đã thấy các nhà môi giới cung cấp tùy chọn mua chứng khoán từ những người không cư trú ở các khu vực pháp lý nước ngoài và sau đó chuyển tài sản sang một cơ quan lưu ký của Nga một động thái mà họ mô tả là rủi ro và không bảo đảm thu được kết quả tài chính như mong đợi. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán toàn cầu của người Nga, trong khi các biện pháp đáp trả từ Moscow cũng đã chặn hầu hết người nước ngoài mua và bán cổ phiếu của Nga. Kể từ sau cuộc xâm lược của Nga ngày 24 tháng 2 vào Ukraine, Nga đã phê duyệt một danh sách mà họ gọi là các quốc gia không thân thiện. Trong danh sách bao gồm Mỹ và Canada, các quốc gia EU Vương quốc Anh, Ukraine, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Micronesia, New Zealand, Singapore và Đài Loan. Nga đang lo lắng vì dấu hiệu Ukraine sử dụng tên lửa chống radar AGM-88 HAM của Mỹ. Thưa quý vị, hôm 7 tháng 8 theo giờ địa phương, quân đội Nga đã phát hiện ra tàn tích của tên lửa chống radar AGM-88 HAM của Mỹ tại vị trí của họ. Đây là trường hợp đầu tiên sử dụng lại vũ khí này trong cuộc chiến ở Ukraine. Rostov MI và người dùng mạng xã hội Nga đã công bố các bức ảnh về đống đổ nát của tên lửa. Được xác định là AGM-88 Harm, nhờ dòng chữ trên phần đuôi. Nhiều khả năng không quân Ukraine đã bắt đầu sử dụng các tên lửa này chống lại các hệ thống phòng không của Nga. Điều đáng chú ý là không có xác nhận chính thức về việc cung cấp tên lửa chống radar này cho Ukraine từ phía Mỹ hoặc các nước khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov đã nhiều lần tuyên bố rằng Họ mong đợi sự hỗ trợ quân sự như vậy. Cũng cần nói thêm rằng tên lửa AGM-88 Harm được thiết kế để sử dụng cho các máy bay trong biên chế của NATO. Không có tuyên bố chính thức nào về việc sử dụng nó trên các máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất trước đây. Tuy nhiên, có thể giả định rằng đó là về việc hiện đại hóa các máy bay MiG-29 do các nước NATO cung cấp cho Ukraine. AGM-88 Harm là tên lửa chống radar tốc độ cao được Hoa Kỳ sử dụng vào năm 1983. Phạm vi phóng tối đa là 150 km và tối thiểu là 25 km. Cựu Hoa hậu Mỹ tranh cử quốc hội với mong muốn trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang Bắc Dakota. Thưa quý vị, cựu Hoa hậu Mỹ Karamun thông báo rằng cô sẽ tranh cử vào quốc hội tiểu bang Bắc Dakota với tư cách độc lập. Cô muốn đăng trên Facebook hôm 6 tháng 7 rằng, Nhân kỷ niệm 57 năm đạo luật quyền bỏ phiếu năm 1965, Tôi tự hào thông báo rằng tôi đang tìm cách trở thành người phụ nữ đầu tiên từ Bắc Dakota phục vụ tại Hạ viện Hoa Kỳ. Cô nói rằng cô sẽ bắt đầu thu thập 1.000 chữ ký cần thiết để tên của mình có thể xuất hiện trên phiếu bầu. Nếu có thể thu thập đủ chữ ký, Moon sẽ phải đối mặt với cuộc tìm kiếm tái đắc cử của dân biểu đảng Cộng hòa Kelly Armstrong và đảng viên đảng Dân Chủ Mark Hogan vào tháng 11. Cả hai đều giành được đề cử của đảng trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 14 tháng 6 của tiểu bang. Moon cho biết vào năm 2018 rằng cô đã bị các nhà lãnh đạo trong tổ chức Hoa hậu Mỹ ức hiếp và áp chế. Gretchen Kenshin, cựu người dẫn chương trình của Fox News và là chủ tịch của tổ chức vào thời điểm đó, đã từ chức. Cô cho biết trải nghiệm của cô với tư cách là Hoa hậu Mỹ đã truyền cảm hứng cho cô thay đổi hoạt động công ích. Đầu năm nay, cô đã tốt nghiệp trường luật Harvard. Trong hồ sơ Hoa hậu Mỹ, Moon đã chia sẻ nguyện vọng chính trị của mình là trở thành nữ thống đốc đầu tiên của tiểu bang. Hải Nam đóng cửa 8 thành phố du khách bình luận, không phong tỏa đảo Đài Loan lại phong tỏa đảo Hải Nam. Thưa quý vị, vào thời điểm khi chính quyền Trung Quốc sử dụng các cuộc tập trận quân sự để uy hiếp Đài Loan thì một trận dịch đã bùng phát ở tỉnh Hải Nam Trung Quốc với 8 thành phố bao gồm Tam Á và Hải Khẩu lần lượt bị phong tỏa, khiến cho hàng chục nghìn du khách Trung Quốc không thể trở về nhà. Nhiều cư dân mạng tức giận nói, không phong tỏa đảo Đài Loan mà lại phong tỏa đảo Hải Nam. Tam Á bước vào trạng thái thời chiến trước cả Đài Loan. Dịch bệnh bùng phát đột ngột tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, khiến thành phố này bị đóng cửa từ ngày 6 tháng 8, và tất cả các chuyến bay đều đã bị hủy. Một số du khách chạy trốn lên máy bay cũng đã bị xua xuống về lại khách sạn để kiểm dịch. Cùng ngày, chính quyền thành phố Tam Á đã chính thức đưa ra một bức thư thông báo đến toàn thể người dân và khách du lịch, rằng Tam Á đã bước vào trạng thái thời chiến. Cư dân mạng đại lục than thở Tin buồn, Tam Á đã đi trước Đài Loan một bước và tiên phong bước vào trạng thái thời chiến. Tiếp sau Tam Á, thành phố Hải Khẩu cũng bước vào trạng thái đóng cửa vào ngày 8 tháng 8. Toàn bộ khu vực tạm thời được quản lý tĩnh và tất cả các chuyến bay đều đã bị hủy bỏ. Tính đến nay, toàn bộ đảo Hải Nam đã có 8 thành phố bị đóng cửa, bao gồm các khu đô thị chính là thành phố Đông Phương, Tam Á, Lăng Thủy, Đam Châu, Quỳnh Hải, Vạn Ninh, Trừng Mại và Hải Khẩu. Một số cư dân mạng còn chế nhạo chính quyền Trung Quốc rằng không phải rêu rao là sẽ phong tỏa đảo Đài Loan sao? Tại sao cuối cùng lại phong tỏa đảo Hải Nam vậy? Ném bom ở Đài Loan, kết quả bom lại rơi xuống khu kinh tế Nhật Bản. Nơi phong tỏa đảo Đài Loan, kết quả nơi bị phong tỏa lại chính là đảo Hải Nam. Hơn 80.000 khách du lịch bị mắc kẹt trong các khách sạn, giá phòng nhân cơ hội tăng cao. Kể từ khi Hải Nam bị phong tỏa để chống dịch, hơn 80.000 du khách đã bị kẹt lại nơi này. Các khách sạn địa phương đã lợi dụng việc khóa cửa để tăng giá, đưa ra giá phòng cao để tranh thủ kiếm lợi, khiến cho dư luận bất bình. Trong web Economic View báo có rằng, các quan chức tuyên bố rằng các khách sạn sẽ giảm giá một nửa cho những khách du lịch bị mắc kẹt lại. Nhưng trên thực tế, khách sạn tính theo giá tại khách sạn cao hơn nhiều so với giá đặt qua mạng, có khách sạn thậm chí còn tăng giá lên hơn 4 lần. Một khách du lịch họ Triệu đã đặt một phòng giường ngủ cỡ lớn có tầm nhìn đẹp với giá là 145 nhân dân tệ là tương đương khoảng 500.000 Việt Nam tại khách sạn Hải Lập Phương Tinh Phẩm vào ngày 6 tháng 8. Nhưng vào tối ngày 7 tháng 8, nền tảng đặt phòng chip.com cho thấy, nếu ở cùng loại phòng giống như ông Triệu thì phải trả 612 nhân dân tệ, tương đương hơn 2 triệu Việt Nam. Như vậy, giá đã tăng hơn 4 lần. Một gia đình 13 người ở lại Tam Á trong 7 ngày phải chi hơn 600 triệu. Vào ngày 7 tháng 8, Thông tin một gia đình 13 người ở lại Tam Á trong 7 ngày phải chi 180.000 nhân dân tệ, tương đương là hơn 600 triệu Việt Nam được đăng trên tìm kiếm nóng của Weibo đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi. Theo tờ The Paper của Trung Quốc, một người tên Hứa Phong là bút danh đến từ Thành Đô, tỉnh Thứ Xuyên, đã đi du lịch ở Tam Á cùng gia đình của mình, tổng cộng là 13 người. Nhưng vì dịch bệnh bùng phát đột ngột nên họ đã bị mắc kẹt tại đây. Gia đình Hứa Phong sống trong khách sạn nghỉ dưỡng nổi tiếng Mandarin Oriental ở Tam Á. Trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, giá mỗi phòng là 5.000 nhân dân tệ một ngày, tương đương là hơn 17 triệu đồng. Và 13 người sống trong 5 phòng. Sau khi hết dịch, khách sạn sẽ tính phí bằng nửa giá là 2.500 nhân dân tệ, tương đương là hơn 8,5 triệu đồng một phòng một đêm. Hứa Phong cho biết, chi phí cho một đêm của 13 người là 12.500 nhân dân tệ, tức hơn 43 triệu Chúng tôi muốn đổi sang phòng khác rẻ hơn, nhưng khách sạn này có phòng rẻ nhất là 2.300 nhân dân tệ, tương đương là gần 8 triệu một đêm. Anh cho biết, ngoài chi phí ở thì tiền ăn cũng là một khoản chi lớn. Giá phòng khách sạn chỉ bao gồm bữa sáng, còn bữa trưa và bữa tối trong khách sạn đều phải tự túc trả tiền ở khách sạn. Bữa trưa và bữa tối buffet là 700 nhân dân tệ, tương đương gần 2 triệu rưỡi một người không tính trẻ em. Nhiều người ăn một bữa phải mất 7.000 nhân dân tệ là tương đương hơn 24 triệu đồng vượt xa dự toán rồi. Hứa Phong cho biết trong thời gian lưu trú, một gia đình 13 người đã chi tới 26.500 nhân dân tệ, tương đương hơn 90 triệu mỗi ngày cho việc đi lại và ăn ở. Và sẽ tốn hơn 180.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 600 triệu Việt Nam mới có thể rời đảo Hải Nam. Mà tôi cũng không biết liệu mình có thể rời khỏi đây sau 7 ngày nữa hay không. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng đại lục cho rằng, những người giàu có có thể chi trả 5.000 nhân dân tệ cho một đêm thì không cần phải lo lắng. Một du khách gọi lý đến từ Vũ Hán đưa gia đình 11 người đi nghỉ ở Tam Á cũng bị mắc kẹt ở thành phố này vì phong tỏa. Ngay cả khi được ưu đãi một nửa, thì phí ăn ở mỗi đêm đã là 1.500 nhân dân tệ, tương đương là hơn 5 triệu. Để tiết kiệm chi phí, gia đình 11 người của chị Lý chỉ ở hai phòng, mỗi phòng hai giường, sau đó yêu cầu khách sạn kê thêm một chiếc giường nhỏ. Đông lắm nhưng đành chịu, chị Lý nói. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Vào ngày 7 tháng 8, khách sạn nơi chị Lý ở đã được trưng dụng làm khách sạn cách ly. Và tất cả khách đã ở phải rời đến khách sạn khác. Chị Lý lo lắng không biết gia đình của mình sẽ ở đâu. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, các du khách mắc kẹt ở Hải Nam bị buộc phải ngủ dưới nền trong sảnh sân bay. Cả nhóm khách du lịch còn biểu tình, hô vang rằng chúng tôi muốn về nhà. Một quan chức tại điểm biểu tình lên tiếng cam kết với các du khách là sẽ giải quyết sự việc này thỏa đáng sắp xếp xe trở về khách sạn và giảm giá ở lại khách sạn. Tuy nhiên, người dân đã không còn tin lời của các quan chức mà vẫn tiếp tục biểu tình. Chiến tranh thương mại với Trung Quốc có thể khiến Đức thiệt hại gấp 6 lần Brexit Thưa quý vị, Đức sẽ phải đối mặt với chi phí cao gần gấp 6 lần Brexit nếu nước này và Liên minh châu Âu đẩy Trung Quốc ra khỏi nền kinh tế của họ. Viện nghiên cứu kinh tế IFO của Đức cho biết hôm thứ Hai ngày 8 tháng 8 trích dẫn kết quả của một nghiên cứu. Nhưng kẻ thua cuộc lớn nhất trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc sẽ là ngành công nghiệp ô tô, với mức thiệt hại là 8,47% về giá trị gia tăng. Các nhà sản xuất thiết bị vận tải bị thiệt hại 5,14% và ngành cơ khí với mức thiệt hại là 4,34%, theo IFO. Các tác giả của nghiên cứu được ủy quyền bởi Hiệp hội Công nghiệp VBW cho biết các công ty nên xoay trục sang các quốc gia khác để giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định và các chế độ độc tài. Đồng tác giả của nghiên cứu, nhà nghiên cứu Florian Dahl cho biết, mục tiêu của chính sách kinh tế của Đức và EU nên là thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia cùng chỉ hướng như Hoa Kỳ. Nghiên cứu nói trên mô phỏng 5 tình huống, bao gồm một sự tách rời các nền kinh tế phương Tây khỏi Trung Quốc, kết hợp với một hiệp định thương mại giữa EU và Hoa Kỳ. Mặc dù một thỏa thuận như vậy có thể giảm bớt các tác động của cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, nhưng nó sẽ không bù đắp hoàn toàn cho họ. Thay vào đó, nó sẽ dẫn đến chi phí dòng của cuộc chiến thương mại tương đương với chi phí dự kiến của Brexit, iPhone nói. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.